Chào tất cả các bạn, hôm nay thì có một bạn đặt một cái câu hỏi trên kênh YouTube của nhà như này. Thực ra thì em không có điều kiện về kinh tế, em đang có cái dự định mua một chiếc laptop cũ tầm khoảng 3 đến 6 triệu. Thì cho em hỏi những cái laptop này thì mua liệu rủi ro của nó cao không và dùng nó có bền không? Thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết anh em mua một cái laptop cũ làm sao mà vẫn đảm bảo chất lượng để chúng ta dùng. Thực ra phải nói với anh em như này, nếu trên thị trường bây giờ anh em mua những cái laptop cũ như này với tầm khoảng 3 đến 6 triệu thì mình nói luôn, cái liên hạn của nó là máy cấu hình cao thì nó cũng sẽ từ những năm 2011 đến khoảng năm 2014. Có vị chi là cái máy đã sử dụng cũng tương đối dài rồi. Nếu mà anh em không biết cách kiểm tra hoặc mua những cửa hàng không uy tín thì chắc chắn anh em sẽ dính trưởng tiền mất tật mang và rất là bực mình. Thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn chi tiết anh em cách mua một cái laptop cũ mà còn tốt. Những chiếc laptop cũ thì đại đa số những cái liên hạn mà dùng sâu thì mình nói luôn anh em, những cái rủi ro đầu tiên anh em sẽ phải hứng chịu là những cái gì? Đó là quả pin. Quả pin thì theo nguyên lý của nó hoạt động không khác gì cái bình ắc quy của anh em cả. Anh em dùng lâu, kể cả anh em một quả pin mới để lâu anh em không dùng đi thì nó đã xuống cái dung lượng bên trong rồi. Chính vì thế anh em mà test không kỹ quả pin nó sẽ dễ tèo đầu tiên. Tôi nói thực sự, kể cả bản thân tôi bán những cái laptop như này, những cái máy đời cũ tôi rất sợ. Sợ cái gì? Sợ ổ cứng của pin. Bởi vì sao? Những cái công nghệ ổ cứng cũ ngày xưa người ta gọi là HHD thì nó sử dụng công nghệ ổ cứng cơ. Nếu như một cái chiếc máy mà còn zin mà người ta đã sử dụng quá nhiều rồi thì cái ổ cứng là cái thứ kém thứ hai. Pin này, ổ cứng đó là hai cái thứ sợ nhất. Và cái thứ ba nó là cái bàn phím này. Gõ nhiều thì bàn phím thì nó cũng rất dễ bị liệt, nhưng cái này thì chúng ta kiểm tra bằng phần mềm cũng rất là dễ. Anh em chỉ cần chú ý, mình mua cũ thì anh em chú ý từ những cái hình thức từ bên ngoài, rất đơn giản như này này. Làm sao nó không móp méo. Nhiều khi mình nói đúng ra nói vui, móp méo thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cái máy cả. Nhưng mà ví dụ những cái máy mà dính nước này, hoặc sửa chữa ở bên trong, ví dụ như sửa chữa phần cứng nhưng liên quan đến chipset cả hình thì coi như là vứt đi. Còn nếu để ý từ bên ngoài thì anh em chỉ cần nhìn thấy những cái cổng này này, nó sẽ có hoen có gì không. Và tháo cái bình thường thì những cửa hàng uy tín thì mình không nói, nhưng mà nếu mà anh em có những cái kiến thức vọng mà cần kiểm tra ấy, thì anh em tháo hết ra kiểm tra cho tôi. Cái này cũng không có gì quá khó cả, anh em dùng phần mềm test từ pin này, ổ cứng này. Còn nếu mà những cái máy mà đã sử dụng ổ cứng SD rồi thì chắc chắn rất là ngon. Quan điểm của mình thì những cái máy mới hay cũ không quan trọng, mà quan trọng ở đây là mục đích chúng ta sử dụng. Còn nếu mà các bạn chẳng dùng gì nhiều mà chỉ có những công việc đơn giản thì chúng ta chỉ dùng những cái máy tính bây giờ theo như mình là tầm khoảng i5 đời khoảng 2-3 gì đấy thì các bạn chỉ bỏ ra 5-6 triệu là dùng được một cái máy ngon. Nhưng duy sợ nhất là những cái máy cũ thì mình đã nói rồi, anh em chỉ test cho tôi ngon có pin, cái ổ cứng. Còn nếu mà có điều kiện anh em cứ chọn lựa những cái máy mà đã chạy ổ cứng SD và RAM khoảng dung lượng 4GB đổ lên là sẽ là rất là ngon rồi. Còn phần mềm thì anh em test hết cho mình từ màn hình này, bàn phím là những cái cổng USB. Nếu mà máy không có tiểu sử dính nước này, kể cả bàn phím thay rồi cũng không sao, nhưng mà thay cái bàn phím chính hãng thì cũng khá là ok. Còn bàn phím mà theo máy mình lưu ý với các bạn là gõ nó sẽ sướng hơn nhiều so với những cái bàn phím OEM. Màn hình cũng vậy, thì chúng ta để ý xem là màn hình có nhiều quá nhiều điểm thâm ố hay điểm chết hay không. Bây giờ thì mình cũng bật cho anh em xem luôn. Cái màn hình với mình nó cũng rất là quan trọng, bởi vì sao? Ngày nào mình làm việc mình cũng nhìn vào cái màn hình. Cái màn hình ngày nào cũng nhìn này mà nó vào vài điểm chết các thứ trên máy thì nó gây cảm giác rất là khó chịu cho anh em. Đấy, cái đấy cũng rất là quan trọng. Có một cái máy quyết định nhanh hay chậm thì nó sẽ có các bộ phận như là CPU này, RAM này, ổ cứng này, cả màn hình này, nó sẽ lưng nó cái đó là cái yếu tố quyết định cái máy nhanh hay chậm. Còn bây giờ mua cái laptop thì đúng ra lên trên mạng thì nó dễ như lợn con luôn. Chúng ta mua ở đâu cũng được, rất là dễ. Đây, anh em sẽ nhìn kỹ cho mình các góc này. Con này trên thị trường, ví dụ một phiên bản i5 đầu 4 này, ví dụ các cửa hàng mình đang check bán chỉ 6 triệu đồng, đã chạy ổ cứng SSD. Còn mình hay kiểm tra màn thì mình kiểm tra nó rất là đơn giản, không có gì khó cả. Đây, anh em ở đây, anh em đổi thêm lên chẳng hạn. Đây anh em có thể nhìn kỹ cái màn ở các góc này, nó mà không có điểm thâm điểm ố thì là chấp nhận được. Còn nếu mà những cái điểm nhỏ mà anh em mua những dòng giá rẻ thì anh em cũng phải chấp nhận. Như này là ok này. Hoặc bật cái lên trắng bốp lên như này mà nhìn này. Đây là cách kiểm tra đơn giản thôi, không có gì cao siêu hay bằng phần mềm biết gì cả anh em nhé. À, cứ nhìn thấy nó trắng lung như này, màu hiểu dị sáng sắc led là được. Rất đơn giản vậy thôi. Tóm lại tổng kết thì một chiếc laptop cũ nếu mà những cái đời mà quá sâu thì anh em chỉ chú ý thứ nhất là ổ cứng, thứ hai là pin, bàn phím và cách test màn hình, rôm la là những cái bộ phận bên trong bên ngoài. Mà máy nó không dính nước ABC mà dùng các thứ, các cổng các thứ mà ấy là ổn định. Còn riêng những cái máy mà liên quan đến kiểu thấy can thiệp thì dạng như là sửa chữa bên trong như là chipset và cả màn hình thì mình nói luôn vứt bỏ cái máy luôn, không dùng được đâu. Đấy, chỉ có những cái yếu tố để các bạn lưu ý như vậy thôi.
Hoặc đi live trên thị trường những cái máy văn phòng, nếu mà dùng đơn giản công việc nhẹ nhàng như là xem phim này, đọc báo này, lướt web, soạn thảo văn bản hoặc đồ họa nhẹ nhẹ thì mình cũng nói luôn tầm khoảng 4-5 củ là ngon. Thì nó sẽ trang bị trên thị trường hiện nay thì nó sẽ có coi 5 đời 2 hoặc đời 3 gì đấy thì giá nó khoảng 4-5 triệu. Còn nếu mà anh em mua những cái máy mà đời mới hơn thì nó sẽ khoảng 7-8 triệu cũng dùng từ nói ngon. Còn một số anh em hỏi là những cái máy đồ họa kỹ thuật để làm thì bao nhiêu tiền thì ngon, thì mình nói luôn nếu mà đồ họa ở mức tầm trung thì khoảng 10 triệu. Còn nếu mà đồ họa người ta gọi là chuyên nghiệp một chút thì khoảng 15-20 triệu, còn gọi là hạng nặng hơn, tốt hơn thì khoảng 30. Đó là những cái lưu ý để anh em mua máy là tốt. Còn PC thì nó cũng la lá như này thôi, nhưng mà cách kiểm tra PC nó sẽ khác, mình sẽ làm một cái video khác. Còn anh em có những cái câu hỏi gì liên quan đến máy tính laptop không biết, vui lòng comment bên dưới, mình sẽ tổng hợp biên tập và trả lời anh em qua những cái video như này. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.